Mặc dù chưa được các cơ quan có đủ thẩm quyền cấp phép hoạt động, thế nhưng hàng loạt bãi tập kết cát, vật liệu xây dựng thuộc địa bàn thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội vẫn ngang nhiên hoạt động trong nhiều năm qua, bất chấp cả việc đang trong thời kỳ mưa lũ. Điều đáng nói là sự tồn tại hoạt động trái phép của những bãi cát, vật liệu xây dựng này, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng đều biết nhưng chưa có biện pháp để xử lý dứt điểm. Đi dọc tuyến đê Hữu Hồng, thuộc địa phận phường Phú Thịnh, đứng phía trên đê, có thể quan sát rất rõ tình trạng bến bãi tập kết vật liệu xây dựng trái phép tại đây. Mặc dù trong mùa mưa bão, nhưng hàng chục núi cát cao sừng sững, án ngữ trong bãi với khối lượng lớn. Bắt đầu từ mùng 1 tháng 6, là bên tôi là không mua bạn không tập kết cát lên trên bãi, và gọi là ngừng mua bán, gọi là cát mình không lên nữa, mua bán trong các thời gian trước còn như nào mình để như vậy thôi. Nói chung là bên tôi chỉ có cấp phép gọi là những cái giấy phép nguồn cát đấy, còn những giấy phép bến bãi thì cái này thì tôi không rõ lắm. Chúng tôi cũng đang đôn đốc các xã phường để đôn đốc các doanh nghiệp, các cái thì di tản hết, di rời hết các vật liệu. Nhưng nó cũng khó là cái vật liệu này thì trong cái mùa xây dựng này thì nó cũng ảnh hưởng Covid nên cũng không bán được. Thì các doanh nghiệp này cũng muốn là di chuyển, nhưng nó phải có cái nơi gọi rầu ra đấy. Đấy thì các doanh nghiệp này họ sẽ chấp hành nghiêm chỉnh. Trao đổi với đại diện Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây, đến mùa mưa bão, thị xã đã chỉ đạo các xã phường, chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh phải thực hiện chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố không được tập kết vật liệu. Những hộ bến bãi không được tập kết trong phạm vi bảo vệ đê điều. Về phía đê, phải cách chân đê 20m, cách đỉnh kè 50m. Ngoài ra trong mùa chống lụt bão, mùa nước lên, thì các bến bãi phải thanh thải hết vật liệu để thông thoáng dòng chảy và ngừng hoạt động. Tuy nhiên thực tế, tất cả các bến bãi đều hoạt động nhộn nhịp. Băng chuyền, máy xúc hoạt động hết công suất. Thậm chí nhiều xe có dấu hiệu quá khổ quá tải, cơi nới thành thùng, vô tư, ra vào vận chuyển cát mà không có bất cứ sự giám sát nào của các cơ quan chức năng, khiến bụi bay, mù mịt. Trước mắt là thị xã chỉ bắt các doanh nghiệp là phải dừng hoạt động, khi nào có phép thì mới được hoạt động. Đấy thì quan điểm của thị xã chỉ đạo. Mà vừa rồi thì bên thị ủy và ủy ban nhân thị xã là cũng đang rất là chỉ đạo sát sao về cái xã phường. Chúng ta phải chấp hành nghiêm cái luật đê điều và luật phòng chống thiên tai. Để giải quyết vấn đề này, tôi đề nghị Hà Nội cho công bố công khai tất cả những bãi bến mà được phép tập kết vật liệu xây dựng, công khai hết lên đi để cho người dân biết, người dân giám sát. Cái thứ hai đó là có chế tài xử lý. Nếu anh đã vi phạm như vậy, một lần tôi nhắc được thì tôi có thể đến lần thứ hai tôi phạt tiền, cái lần thứ ba tôi đình chỉ kinh doanh luôn. Tôi nghĩ là cái thế mới là biện pháp có thể hữu hiệu. Phải chăng chính từ sự buông lỏng công tác quản lý ở các cấp chính quyền địa phương, sự thiếu trách nhiệm của các cơ quan hữu quan là nguyên nhân dẫn đến tình trạng tập kết vật liệu xây dựng trái phép diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn thành phố trong suốt thời gian qua?